Thưa quý vị, liên quan đến phòng chống cháy nổ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa thông tin và cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân trên địa bàn. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, xuất hiện một số đối tượng dùng số điện thoại giả danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thậm chí còn đến trực tiếp liên hệ với các cơ quan doanh nghiệp cơ sở đề nghị mua các tài liệu phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, đây không phải là hình thức lừa đảo mới mà đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tuyệt đối không cử cán bộ, điện thoại hoặc đến các cơ sở giới thiệu mua các tài liệu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đề nghị các cơ sở không nên mua bất kỳ tài liệu hoặc có người liên hệ trực tiếp với mục đích giới thiệu và bán các loại tài liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.